làm sao biết anh ở nơi nào khi đêm đen phủ vây trên lối đi, làm sao biết nơi chốn để quay về giữa hận thù và lãng quên. Xin chào các bạn, trên con đường từ quốc lộ 13 đi đến địa phận tỉnh Bình Dương, qua khỏi huyện Bến Cát thì ngay bên tay phải của các bạn ngày xưa đã từng là một sân bay của lữ đoàn 10 kỵ Hoa Kỳ. Căn cứ Lai Khê là căn cứ cũ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ, đóng tại ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, nay thuộc huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, Lai Khê là một thị trấn đồn trú do sư đoàn 5 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng tại đó trong hầu hết thập niên 1960 đến 1970. Tháng 7 năm 1971, một cuộc tấn công của đội đặc công quân đội nhân dân Việt Nam vào căn cứ này đã phá hủy 4 chiếc trực thăng Mỹ và làm hư hỏng chiếc thứ 5. Và sau ngày 30 tháng 4 1975, phần lớn căn cứ này đều được chuyển sang làm nhà ở và đất canh tác, trong lúc một phần căn cứ vẫn được quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng cho đến nay. Sau lưng Lý đây là viện nghiên cứu cao su. Nhưng các bạn có biết ngày xưa chính nơi đây là Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5. Tết, một công dân Mỹ lần đầu quay trở lại Việt Nam sau chiến tranh Mỹ-Việt Nam. Hành trang mà Tết mang theo lần này có những tấm ảnh ông chụp căn cứ quân sự lữ đoàn 3 của Mỹ ở Lai Khê. Ngày ông còn đóng quân ở đó và bây giờ ông lại đứng tại nơi này và hồi ức lại những kỷ niệm xưa. Tiếp đụng độ nhau ở chiến trường miền Nam Việt Nam thì Hồ Chủ tịch có gọi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến để hỏi rằng liệu chúng ta có thể đánh nhau với Mỹ được không, và câu trả lời của ông Nguyễn Chí Thanh sẽ được trả lời sau đó bằng một trận đánh. Trực tiếp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã vào trung cục miền Nam để chỉ huy trận đánh, và sắp tới là chúng ta sẽ đến ngay địa danh của trận đánh nó xảy ra, là một tiểu đoàn quân giải phóng đánh nhau với một tiểu đoàn của Mỹ trang bị hùng hậu và một chi đoàn thiết giáp. Vậy mà cuối cùng là Mỹ thiệt hại nặng, là vì ông Nguyễn Chí Thanh đã tìm ra cái cách đánh, đó là cái câu mà chúng ta thường nghe nói, bám thắt lưng Mỹ mà đánh. Tức là càng áp sát Mỹ bao nhiêu thì chúng ta đỡ tránh được cái quả lực hùng hậu của Mỹ bấy nhiêu. Và lúc đó chỉ còn trông cậy vào sức chiến đấu của hai người lính, thì phải nói thẳng ra là quân giải phóng đánh giặc gan dạ chì hơn người Mỹ. Cho nên sau việc đó thì quân giải phóng bắt đầu tự tin để có thể giao chiến quân Mỹ trên khắp mọi mặt trận, là nhờ câu nắm thắt lưng Mỹ mà đánh. Chiến thắng Bào Bàng, trận tập kích tiêu diệt cụm quân Mỹ tại Bào Bàng của sư đoàn 9 chủ lực miền vào ngày 12 tháng 11 năm 1965 là trận đánh then chốt mở màn cho chiến dịch mùa khô năm 1965-1966 quân và dân ta. Sau 3 giờ chiến đấu, sư đoàn 9 chủ lực miền phối hợp quân dân địa phương tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe tăng, thiết giáp, 1 đại đội pháo binh và toàn bộ ban chỉ huy lữ đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh Anh Cả Đỏ của Mỹ. Chiến thắng Bào Bàng được ví như quả đấm thép trên chiến trường miền Nam, góp phần thay đổi cục diện chiến tranh, hình thành một phương án tác chiến mới, bám thắt lưng địch mà đánh, tạo được phong trào thi đua giết giặc và lập công. Với câu nói bám thắt lưng địch mà đánh là một câu nói cực kỳ nổi tiếng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Con trai của ông là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa mới ra đi. Với sự ra đi của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thật sự là nỗi đau mất mát
của dân tộc chúng ta. Làm sao biết anh cần một nụ hôn để linh hồn nhẹ đi nỗi đau? Làm sao biết nơi đâu là thiên đường khi chung quanh chỉ có vực sâu? Nơi chúng ta đến đó chính là suối Tàu Ô, một địa danh khủng khiếp trong chiến sự mùa hè đỏ lửa năm 1972, bởi vì một trung đoàn của quân giải phóng đã cầm chân hai sư đoàn của Việt Nam Cộng Hòa bằng một trận địa chốt liên hoàn, và gần như là thiệt hại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính là ở nơi này chứ không phải là ở ngay tại An Lập. Một trung đoàn nha, xin nhắc lại là một trung đoàn chống với hai sư đoàn và cả một lữ đoàn dù. Chào các bạn, có bao giờ các bạn nghe đến Tàu Ô, Tổ Ô, Lồ Ô? Thế thì các bạn đã bao giờ nghe tới những danh từ đó chưa? Chính xác là Tàu Ô, một địa phận thuộc xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Trên tay Lưu Lý, các bạn có thể thấy đây là một nắm đất vô chi vô giác và chúng ta cũng thấy bình thường. Nhưng để giữ được những nắm đất này thì một trung đoàn hơn 3.000 người của chúng ta tại Tàu Ô đã phải nằm xuống với sự hy sinh anh dũng của hơn 3.000 người, cản được hai sư đoàn, đó chính là sư đoàn 21 và sư đoàn 18 của Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến cuộc mùa hè đỏ lửa năm 1972 thì sư đoàn 7 chịu trách nhiệm làm chốt chặn. Thì sư đoàn đó gồm khoảng hơn 5.000 tay súng, cái đúng quân số là phải 10.500 người, nhưng mà 5.500 tay súng thì họ chia ra ở trại chốt chặn Tàu Ô là cả một trung đoàn, và trung đoàn đó gần như là bị hy sinh toàn bộ. Còn hai trung đoàn thì nằm ở ngã ba Sa Trạch này và ngã ba Sa Trạch dưới thì bị bom B-52. Đây là một chốt chặn liên hoàn mà hai sư đoàn lẫn một lữ đoàn dù tiến lên rất cực kỳ khó khăn. Đó là lý do mà miền Nam khi mà giải tỏa An Lộc gặp khó khăn cực kỳ và chết rất nhiều chính vì những chốt chặn này. Và chốt chặn mà chúng ta đang xem đây chính là chốt chặn Sa Trạch. Chiến thắng chốt chặn Tàu Ô trên đường 13 đã làm cho đế quốc Mỹ, Ngụy, Sài Gòn thiệt hại nặng nề, làm lung lay học thuyết Nixon và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đánh bại từng phần, từng bước ngăn chặn quân địch lấn chiếm, hòng bình định và tràn ngập lãnh thổ. Làm sao biết anh ở nơi nào khi đêm đen phủ vây trên lối đi? Làm sao biết nơi chốn này